Rồi một cái anh muốn nhắc là khi mà em đi làm á, em nhớ cố gắng để ý lúc mà mấy anh khác làm á, mình để ý cái chi tiết, cái khúc cuối á, cái công trình lúc nào, cái ngày cuối cùng á là cái ngày mà gọi là những cái ngày cuối á, là mấy ngày cực kỳ quan trọng. Mấy cái ngày đầu mới vô thế nào cũng ngồi relax rồi ngồi tán dóc rồi vừa làm vừa giống như vui chơi rồi nè, nhưng mà những cái ngày cuối là những ngày cực kỳ quan trọng. Những cái ngày cuối á, hoặc là một ngày cuối cùng, là tới cái lúc đó là coi như là em đi, như nãy liên quan tới cái khóa học mà anh nói đó, là cái ngày cuối cùng là cái ngày quan trọng. Tại vì sao? Tại khách hàng người ta chẳng có quan tâm ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày chính giữa, ngày kế cuối đâu, người ta chỉ quan tâm ngày cuối cùng thôi. Ngày cuối cùng là ngày em giao sản phẩm, đúng không? Em giao sản phẩm thì là cái ngày đó là coi như là kiểm tra hết toàn bộ hết, là biết là cái người đó làm sao luôn rồi. Thì đó, em coi cái ngày đó là bắt buộc em bận cỡ nào, ngày đó em phải có mặt, đúng không? Rồi ok, rồi thêm một cái ý nữa là khi mà mua được nhà rồi đó, hoặc là khi đi khảo sát nhà thì em biết rồi, thì rồi tới cái chuyện mà khi mà mua nhà, khi khảo sát nhà em phải lưu ý là mua cái căn nhà đó rồi, thì giống như hiện tại em đang ở chỗ này, em phải nhớ trong đầu em á là mình là người bắt đầu mua căn nhà đầu tiên, đừng bao giờ suy nghĩ là bán cái căn nhà đó. Có những người là sẽ take advantage của cái việc là first home buyer, xong 1 năm hoặc 2 năm sau bán cha nó, nên đừng 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 suy nghĩ chuyện đó. Thay vì vậy, mình hãy bỏ mấy cái tôi của mình là ba, là ok tôi ở cho nó sướng, tôi ở cho nó sướng, giống như anh ngày xưa á, đừng có nghĩ là mình ở cho nó sướng, những người khác ở ngoài kia đừng có quan tâm, những người khác ngoài kia nói gì, quan trọng là bản thân em không bị thiếu nợ, và bản thân em làm sao để em không phải đóng cái tiền lãi cho cái căn nhà đó nữa. Em hiểu không? Giống như hiện tại vậy, em vẫn share với mấy anh chị em khác ở, vẫn vui vẻ đâu có sao đâu. Thì mà cái nhà này là em không phải là host, em không phải là cái người host của căn nhà, đúng không? Có một cái người nào đó thuê rồi, xong rồi anh em chia với nhau ở thôi. Còn cái căn nhà mà em sắp tới em mua đó, cái đó em là host, em là chủ owner luôn. Lý do là em phải chọn căn nhà nào cho nó tốt, để em phải ở cái khu đó ít nhất cũng là 2 cho đến 3 4 năm gì đó. Thì em khi mà em đi vô em chọn căn nhà, em phải nhớ là em đã có nghề xây dựng rồi, thì em phải suy nghĩ ra ok, căn nhà này sau này về tôi sửa như thế nào, hoặc là đằng sau tôi làm thêm cái gì nữa, làm sao miễn sao là tôi không phải trả tiền 1 tháng 1.000 mấy 2.000 mấy cho cái tiền mortgage là được. Ok, em làm sao để làm anh không biết, thì tất nhiên là anh có hướng dẫn rồi, anh coi lại trong khóa học, thì em phải ở một trong những cái phòng, hoặc là em chọn em ở gì làm sao anh không biết, làm sao nó làm, miễn sao tất cả những cái người ở trong đó, những cái người mà em cho vô lúc đó em là host, em là owner, em có quyền chọn thằng A, thằng B, thằng C gì đó, hoặc là couple nào đó vô ở, em được quyền quyết định mà, em không thích thì cho nó đi ra đó, vậy thôi. Em cái chuyện đó là bắt đầu em phải học thêm cái management nữa đó đó, để mà người đó, em nhớ 2 điều nha. Thứ nhất, em đi làm tiền nó chui vô túi em, và cái thứ hai là tiền mà tiền có mortgage á, tiền mà trả tiền cho mortgage, tiền lãi mẹ và lãi con á, là những cái người thuê nhà của em người ta đã, em không có trả cái đó. Còn nếu mà em không làm được cái đó là em cứ đi cày bao nhiêu cũng trả cho tiền lãi và tiền tiền lãi thân thôi à. Em hiểu chưa? Dạ em Nên hiểu. đừng đừng có nghĩ là mình mua mình ở cho nó sướng. Có những bạn là sẽ mua apartment, mà apartment thì chỉ 1 tới 2 phòng thôi, phòng nó ở, phòng nó để đồ hết rồi. Còn em phải mua cái nhà chứ không phải mua apartment nha, mua cái nhà, và tốt nhất là mua cái nhà mà đất nó rộng càng tốt. Ok, nói chung mình mua tất nhiên là mình phải ở gần khu người Việt rồi, nhưng mà anh nói không nên ở trong khu người Việt nha, gần thôi, có nghĩa là sao, cách cách 16 mét 50 là được. Nói vậy em hiểu rồi. Ok, đừng có để penalty á. Ok rồi, cái gì mình đi nhà thờ cũng được, mình đi chợ thì cũng tiện, ba mẹ mình qua thì cũng có cái cộng đồng để mà chơi vui chơi rồi này nọ, nó cũng tiện. Ok, nhưng mà đừng ở trong thì hơi mệt, ở né ra chút xíu. Ok Em đang nhà đầu tiên là em sẽ mình vô mình sửa thêm phòng rồi cho mấy rồi, người vô để cho vô càng nhiều càng tốt rồi người ta sẽ trả cho mình một ít. nhưng mà đừng nên vô càng nhiều càng tốt, em phải chọn cái chất lượng á, em hiểu không? Tại vì anh nói rồi là em mua cái đó em sẽ quyết định là em ở đó 2 cho đến ít nhất là 2 đến 3 năm, ít nhất anh nói ít nhất sắp rồi 2 3 năm là coi như em hết rồi, thì em có thể mua căn tiếp theo, hoặc là năm sau em giỏi nữa em mua liền mỗi năm mỗi căn thì không nói, nhưng mà 2 3 năm sau là em cũng thế nào cũng phải có người yêu rồi này nọ nữa, thì cũng phải 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 upgrade cái cuộc sống em lên mà. Thì cái vấn đề ở đây anh nói là cái kinh nghiệm của anh nè, anh cho thuê nhà rất là nhiều năm nên anh thấy là có những cái căn nhà mà hôm bữa anh có chỉ em cái căn mà ở đường Ballarat á, cái chỗ cái đường mà anh nói là cái đó anh tới 8 phòng luôn, ở vừa vừa couple nha, vừa hai hai cặp couple, có couple nè, rồi có mẹ đơn thân nuôi con nè, rồi có nuôi chó nè,
rồi có nhà phòng thì nuôi mèo, nó rất là phức tạp đó. Nên cái nhà đó anh rất là nhức đầu, trong tất cả những căn nhà của anh cho thuê ở nước Úc này, cái căn đó là căn nhức đầu nhất của anh, tại vì nó nhiều phòng quá, 8 phòng, 8 9 phòng luôn đó. Nên nói em ở căn nhà nào mà em thấy mà có những căn mà em đi expect em sẽ thấy được, người ta sẽ làm thêm cho em vài phòng ở đằng sau, hoặc là người ta làm toilet luôn cho em nữa, thì mấy cái căn đó là nên nên lưu ý, là nên chú ý mấy căn đó. Ok, thì cái vấn đề đây giống như nãy em nói là càng nhiều càng tốt, thì cái đó ý tốt là về tài chính là nó tốt, nhưng mà em lưu ý là em ở căn nhà đó và em không muốn headache, em không muốn nhức đầu, em hiểu không? Em đang muốn là tập trung cho cái sự nghiệp của em, đúng không, phát triển cái việc business của em. Nên em lưu ý là em ở cái nào mà em thấy những người đó nó hợp với tính cách của em. Ví dụ em thích là sạch sẽ là mấy người đó phải vô ở sạch sẽ, cho ở single thôi, đừng có cho ở double, đừng cho ở couple. Tại vì sao? Tại vì single hoặc là ở trai không thôi, không cho con gái ở, chứ không thôi vô là nó yêu nhau và tối nó qua giao lưu rồi nó đủ kiểu hết á. Rồi nếu mà em cho couple vô ở, đúng không, gặp mấy thằng kia tập con trai không à, couple vô lỡ con nhỏ con gái này đi qua nó nói chuyện với thằng kia là bắt công tụi nó ghen rồi nó tùm lum hết. Hoặc là cho ở thú cưng rồi nó chạy vòng vòng rồi nó ị, nó đái, nó ị rồi xong nó sủa, nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Nên em phải lưu ý khi mà em đã có nhà rồi thì bây giờ em tập tập làm quen từ 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 từ, khi mà cuộc sống em chuyển lên đó là bắt đầu em phải quen. Để cái căn em đang ở hiện nay ở Thanwood là mấy anh chị em này mà quen nhau rồi, ở lâu rồi không sao hết á. Nhưng mà khi mà em cho một cái người mới vào cuộc đời của em, cũng giống như em quen một cái cô gái vậy đó, nó sẽ là tùm lum, em cũng chẳng biết họ là ai mà họ cũng không biết em là ai. Do đó em phải check mấy cái giống như check mình check hết tất cả mọi thứ luôn, à, để coi coi người ta có việc làm chưa, thì cái lúc nào em có tới đó thì anh sẽ chỉ thêm mấy cái đó. Ok, có việc làm rồi xong rồi thì đó không cho mấy người ăn thất nghiệp vô trong đó ở, nó không là phiền phức về sau. Rồi rồi đó, thì mấy cái lưu ý thì em có được anh nói đó, thì em lưu ý để em coi như em có một cái bức tranh tổng quát như vậy á. Rồi một cái vấn đề cuối cùng nữa là bỏ cái tôi qua một bên nha. Bỏ cái tôi này nghĩa là có những người người ta vừa có PR là 1 2 đòi ba mẹ gửi tiền qua đây để mua nhà, và có những người là vừa mới có PR là bắt đầu sắm sửa này, quần áo nè, xe cộ nè, rồi xong rồi thậm chí nó không mua nhà mà nó đi ở nhà thuê, mà thuê giá một cả ngàn đồng một tuần luôn á, em hiểu không? Nó chỉ có bên ngoài thôi, nó chỉ thấy cho người ta à tôi có PR rồi, tôi có thường trú rồi, tôi định cư rút rồi, nó chỉ cho người ta thấy cái bề ngoài thôi. Cho dù bên trong mình tụi mình đó là cái dân mà đi làm ra, tụi em đó là dân đi làm không à, chứ không phải là dân mà ở Việt Nam mà có sẵn tiền, đúng không? Nên tụi em lưu ý ai nói gì thì nói, ở nhà thuê. Cho dù sau này á khi mà em mua được nhà rồi đó, em đừng bao giờ nói với cái người mà em chuẩn bị quen, hoặc là cái người em quen rồi nọ, em đã có nhà có cửa có xe rồi này nọ hết rồi, em mấy cái thông tin đó em đừng có nói cho họ biết, tại vì nhiều khi họ yêu em, họ quen em chỉ là vì mấy cái đó thôi, em hiểu không? Tại vì như như vợ anh đó, em đó, anh có business đó, anh cũng nói cho biết là à ok tôi đang đi làm thuê cho người ta đó, tôi chỉ làm quản lý cho người ta thôi. Khi nào về nó thấy mình đưa sổ sách ra rồi giấy công ty có tên mình đứng làm founder rồi này nọ, người ta mới biết. Chứ đừng bao giờ mà nói, nhiều khi người ta không phải vì 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 mình mà vì vì cái cá nhân của mình, vì cái tính cách của mình mà họ thương, mà nhiều khi là họ thương vì cái PR thì chết bà luôn á đó. Và cộng với em mà có nhà nữa nó càng càng bu lại nữa, là lúc đó là mệt nữa, nên em phải lưu ý mấy cái điều đó. Ok, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên nó đừng có quan trọng quá cái bề ngoài. Ví dụ như nhiều người nói là à, mua nhà rồi có thường trú rồi gì mà cực, với là phải ở chung với người này ở chung với người kia. Em chỉ cần làm đúng những cái lời anh nói trong vòng 2 năm thôi, 2 3 năm em dứt điểm trả, có thể em trả luôn cái căn nhà, bức luôn căn nhà luôn á, nếu mà em chịu khó làm vậy. Bao nhiêu tiền em sẽ đi làm có thể 1 job có thể 2 job, rồi em tự mở doanh nghiệp rồi em làm, xong rồi cái tiền đó nó nằm trong túi em mà nó có bị mất đâu đó, tại vì cái nhà em nó tự trả rồi, nó có gì đâu bị mất, đúng không? Đó. Thậm chí bây giờ em lên đó em anh không biết em ở đâu thì lát nữa em sẽ trả lời câu hỏi đó cho anh. Nhưng mà nếu hồi xưa là của anh kể câu chuyện của anh ha, là khi mà anh ra nghề, ông sư phụ anh chỉ anh nghề rồi đó, là anh sẽ thuê cái căn nhà gần cái nơi mà ông làm việc á, là ở gần High Point á, em nhớ là cái khúc Avondale hồi xưa em vô lại mở ở dưới 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 chân cầu đúng không, rồi anh thì ở bên phía ngược lại bên này cầu, là anh không làm ở chỗ đó, anh chỉ ở vòng vòng ở khu đó thôi, là anh đi làm cho nó gần vậy thôi à, anh đi làm toàn bán kính, đi làm khoảng chừng 3 cây số trở lại, anh không đi làm hơn. Nó vòng 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 vòng, ông ở khu nào, hoặc là em đi kỳ này em đi lên trên đó em ở khu nào, em làm khu nào là em ở khu đó thôi, chứ đừng có đi chi cho xa, và tập trung với khu đó thôi à.
đó thì đó mấy cái lưu ý em để em lên nó em làm cho nó tốt, rồi khi nào cần gì thì cứ alo anh, và sắp tới anh cũng có mở thêm một số lớp á, em vô em tham gia luôn. Ok, Có lớp nào là em tham gia hết ạ. em lên vô em tham gia rồi em chia sẻ với mấy bạn luôn cái hành trình luôn, với lại cho mấy bạn tự tin lên, đừng có bao giờ bỏ cuộc hết. Cụ Thông á, là cách đây khoảng 3 năm là Thông nó đòi, trước khi nó xuống Melbourne là nó đòi về Việt Nam đó, nó từ nó ở cái gì Black Mountain á, ở khu rồi nó Blue Mountain chứ, Blue Mountain đó là nó đòi về Việt Nam, xong nó về Việt Nam xong nó apply ngược lại qua đây. Anh nói em đang onshore mà em nó còn dễ, còn về offshore nó lâu lắm đó, thì anh mới nói nó xuống đây được tìm kiếm cơ hội, rồi sau đó nó mới tìm được công ty bảo lãnh, có người bảo lãnh thôi gì đâu. Nếu mà bây giờ mà nó không, lúc năm ngoái mà nó không có nộp mấy cái 190 á, thì có thể là giờ này nó cũng chưa nộp 186 được đâu. Thì đó thôi, nói chung là vậy, đứa nào có hết rồi cũng mừng rồi.